Bắt đầu bài giảng chiều nay chúng ta lại có cái dịp để quay lại với một phần giáo lý đã học, đó là tất cả chúng sinh trong vô lượng vũ trụ, tất cả chúng sinh trong vô lượng vũ trụ, dầu là cái ở cảnh giới cao nhất, ở cái chủng loại thượng đẳng như là Phạm Thiên, cho đến ở những cái cảnh giới tăm tối đau khổ và ở những cái chủng loại thấp kém bé mọn nhất như các loại vi sinh, vi sinh là thủy sinh, thì tất cả đó là cái cấu tạo của mỗi chúng sinh đó, nó chỉ là danh là sắc thôi. Cho nên sắc mà nói gọn nghĩa là phần hồn phần xác ấy, còn nói mà rộng ra chút rồi đó là năm uẩn, còn nói rộng ra nữa nó tính là sáu căn sáu trần sáu thức, nhớ cái đó ôn lại cho bà con nhớ. Thì tùy vào cái chỗ mà mình quan tâm là cái gì, thì cái nghiệp thiện ác mình làm ấy nó cũng tùy thuận, nó cũng tương ứng với cái mà mình thích, cái mình ghét, cái mình quan tâm. Tôi nhấn mạnh cái ba cái chữ này, thích, ghét và quan tâm, là vì sao? Là vì khi mình thích cái gì đó thì mình sẽ ghét cái ngược lại, và khi mình ghét cái gì mình sẽ thích cái ngược lại. Cho nên là đừng coi thường những cái khoảnh khắc mà mình vui cái này hoặc là mình buồn giận chuyện kia mà tưởng nó không có gì, cái đó rất là quan trọng. Những đối với cái thích thì mình dễ hiểu mà nó thì trong kinh nói là tham ái là cái phần tranh đúng, nhưng mà cái ghét cái bất mãn ấy, cái mâu thuẫn xung đột đó cũng là một cái đáng ngại không kém. Ở đây không kém có nghĩa là tương đương, có nghĩa là vì mình để tránh cái gì đó mình sẵn sàng hành động bằng nhiều cách thì ghét khác nhau để mà mình né được cái mình tránh, né được cái mình ghét. Cũng giống như là cái thích cũng vậy, vì mình muốn theo đuổi cái gì đó mình cũng làm nhiều chuyện tập phải để mình có được cái mình thích. Điều đó cho thấy rằng để chạy trốn cái thích hay là chạy trốn cái ghét và theo đuổi cái thích thì nó đều là cơ hội để mình sống bất thiện hết, nhớ không? Cho nên cả sáu căn đều là có cái tầm quan trọng như nhau hết. Có nghĩa là có nhiều người họ sống nhiều với con mắt, sống nhiều với con mắt, có người sống nhiều với lỗ tai, có người sống nhiều với mũi, với lưỡi, với xúc giác, với tri giác. Có những người chẳng hạn như họa sĩ hoặc là những nhà kiến trúc sư hay là những người thích đi du lịch là cả đời họ sống nhiều con mắt. À, họa sĩ với kiến trúc sư mà bỏ con mắt ra thì làm sao mà được. Rồi thì như nhạc sĩ hoặc là những người mê âm nhạc, mê thơ ca thì họ lại sống nhiều về cái âm thanh, nhớ không? Mà cái bài giảng chiều nay thật ra tôi không có muốn nói về cái chuyện này, tôi đang muốn nói chuyện khác. Rồi trước hết tôi phải làm cái nền, tôi giảng cái nền, tôi vô giảng cái nền, nghe đi kỹ nè. Cái sự hiện hữu của mình nó được cấu tạo bởi sáu căn sáu thức. Với sáu căn sáu thức này nè, mình mới lăn xăng buông bắt cái này cái kia, và tùy thuộc vào cái chuyện mình buông bắt cái gì mà mình sẽ đi về mình cảnh giới từ từ, xong chưa? Nhớ cái đó. Và chính vì mỗi người có cái thích khác nhau cho nên cái ghét cũng khác nhau, và vì cái thích và ghét khác nhau cho nên khi mình sinh ra đó, đời sau kiếp khác, cái sự hiện hữu của mình cũng không giống nhau, cũng không giống nhau. Trong những người đẹp thì tất cả nhan sắc không giống nhau, và trong tất cả những người xấu, những người bệnh, những người nghèo, những người dốt, họ cũng không giống ngay hết. Vì sao? Vì cái thích cái ghét mình cũng giống nhau, và nó dẫn đạo cho các hành động của mình trong đời sống cũng không giống nhau. Và vì những dị biệt này mà chúng ta sinh ra trong những cái nhà, những thân phận và mọi thứ đều khác nhau. Cái này bắt đầu vô cái tôi muốn nói này. Từ cái chỗ mà cái nền tảng dị biệt đó thì chúng ta làm ác cũng ác khác nhau, khi làm thiện ăn thiện khác nhau. Thì ví dụ nha, làm ác khác nhau là sao? Chỉ có người thì họ thích bài gian bạc lạnh đó. Còn có người thì họ thích săn bắn câu cá, có người thì thích lừa đảo lật lọng, có người thì sát sanh là bạo lực. Đại khái là mỗi một người có một cái kiểu bất thiện khác nhau, nặng về tham, nặng về sân, nặng về si. Nhớ cái đó. Chính vì một cái căn cơ khác nhau cho nên khi mình khác ý, mình ác cũng khác nhau. Và tới lúc mình thiện ý,
đương nhiên cái thiện cũng khác nhau, có cái thiện cách ấy, tức là bài giảng chiều nay nó tiếp nối bài giảng của chúng tôi chiều hôm qua, tiếp nối bài giảng chúng tôi chiều hôm qua, chiều nay tôi muốn nói chuyện là gì, vậy là tôi cho là rất là quan trọng. Tôi nhắc lại, chúng ta vì không kiểm soát được sáu căn cho nên đam mê nên sáu trần, và hễ có đam mê nên sáu trần thì sẽ có bất mãn trong sáu trần, tức là thích một số thứ và ghét một số thứ, và chính vì cái thích ghét không giống nhau nên làm ác không giống nhau và làm thiện cũng không giống nhau. Thì bây giờ tôi mới nói tới cái thiện. Có những người đến với Phật pháp và biết, nghe cho kỹ, tùy thuộc vào cái dị biệt, nãy giờ tôi chứng cầm 300 lần cái chữ dị biệt. Có những người đến Phật pháp biến mình thành một trang giấy, biến mình thành một cái trang giấy, tôi nghe là thích ghi chép rất là nhiều cái kiến thức vô lý và trước sau chỉ là cái trang giấy, nhớ ha, nhớ nha. Hoặc là biến mình thành một cái tấm ảnh, một ảnh chụp, hoặc là một cái giấy photo, có nghĩa là ghi lại giáo lý và trước sau cũng chỉ là một tờ giấy, dù đó là tờ giấy photo hay là tờ giấy rửa hình hay là một trang vở, thì tất cả chỉ là giấy. Tất cả trên chuyện đầu tiên của những người đến với đạo đó là họ chỉ là giấy, họ đem hết Phật pháp họ biết, những cái gì họ học họ nhớ họ hiểu đưa hết trên trang giấy. Là một là biến lòng mình thành trang giấy để mà thờ Phật và chuyển tải lưu trữ truyền thừa lời Phật bằng cái thân phận của một cái tờ giấy. Nhớ nha. Trường hợp hai, có những người khi mà bị Phật pháp rồi họ biến họ thành một pho tượng là sao, có hành trì, có hành trì, có nghĩa là thân khẩu họ là ok, những gì họ nói họ làm á, những gì mà họ nói họ làm mình có thể quay phim chụp hình thì rất là đẹp, đẹp lắm, đẹp lắm, đẹp lắm, quay phim chụp hình thì đẹp lắm. Tức là cái hạng thứ nhất ấy, là chỉ biết mình thì mình trang giấy thờ Phật trong cái thân phận của một tờ giấy. Cái hạng thứ hai là thờ Phật trong cái thân phận của một pho tượng, có nghĩa là sao, có nghĩa là trang nghiêm đoan chính như là một pho tượng vậy, ăn nói đi đứng điềm đạm chân mật. Người ta nhìn mình người ta liên tưởng đến hiền thánh ba đời, biến mình thành một pho tượng, nó cụ thể hơn một tờ giấy không? Nhưng mà đó mọi thứ nó không có dừng lại đó, nó còn thêm bước ba nữa, thêm bước ba, tức là cái bước hai là chỉ tu hành thấy trang nghiêm mà trang nghiêm trong tinh thần thích thôi. Hạng thứ nhất thì không có tu, hạng thứ nhất là chỉ có học thôi. Còn hạng thứ hai là có tu nhưng mà chỉ biến mình vừa đủ để trở thành pho tượng cho người ta ngắm, cho người ta quay phim chụp hình thôi. Phải là cái hạng thứ ba đó, cái hạng thứ ba đó là thờ Phật, tu Phật bằng thân phận của cái bổn tử, của cái bổn tử. Cái này các vị thắc mắc, các vị hỏi tôi cái mấy cái điều này tôi giảng tôi dựa vào đâu, chú giải, chú giải nói cái này. Có người đến với Phật pháp trong cái vai, trong cái vị thế của một cái lưỡi, và có người đến với Phật pháp trong cái vị thế của cái muỗng, cái vá, đấy, trong cái này cho nên có nói cái đó. Đến với Phật pháp thì như là cái vá là sao, nó múc bao nhiêu thứ thì nó bản thân nó không có nếm được cái gì hết, không nếm được cái gì hết, không, đó gọi là biết được Phật pháp mà qua cái thân phận của một cái vá, cái muỗng. Còn cái hạng thứ hai là biết Phật pháp mà qua và cái lưỡi thì nó nằm rất là xa cái đây, cái nồi canh rất là xa nồi cơm, người ta phải múc canh múc cơm đưa vô chén, là từ chén mới múc đưa hoặc là lùa đũa vào trong miệng, thì mình thấy cái giữa cái lưỡi với cái chỗ chứa thức ăn nó còn khoảng cách xa chứ, phải không? Còn đôi khi cái muỗng mà cái quý chén ráo múc thức ăn là ta để ngâm trong đó luôn, có trường hợp nó ngâm hẳn trong đó luôn nhưng mới biết gì hết, trong khi đó cái lưỡi thì nó ở xa cái nồi cái chảo nhưng mà có cái gì ở trên bếp nó bị hết. Cho nên chúng ta, tôi nhắc lại, tùy thuộc vào khuynh hướng tâm lý của mình ấy, tùy thuộc vào khuynh hướng tâm lý, nói cho đủ là tiền nghiệp, khuynh hướng tâm lý và môi trường sống nha. Tùy thuộc vào mấy cái này mà mình sinh ra trong đời mình có đủ sáu căn hay không, và mình vận dụng, mình khai thác cái tác dụng, cái chức năng của sáu căn nó không giống nhau. Có người họ dùng con mắt
để mà hưởng thụ, để tận hưởng. Đó là gieo nghiệp tham. Còn có người dùng con mắt để mà chăm chích soi mói, thấy quýt lườm liếc người khác, đó là gọi là gieo cái chủng tử sân hận. Và ở đây không nói tới si là vì sao? Vì ở đâu có sân là nó có si, ở đâu có tham là nó có si. Nhớ cái đó rất là quan trọng. Cho nên có người đến với Phật, thờ Phật, học Phật theo cái thân phận của một cái tờ giấy thôi, cái chết rồi. Còn cái hạng thứ hai đó là thờ Phật bằng cách là trang nghiêm thân khẩu và biến mình thành một Phật tượng. Và cái thứ ba nữa đó chính là thờ Phật tu Phật theo cái thân phận của một cái bao tử. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là những cái gì mà đưa vào bao tử thì trong vòng một thời gian rất ngắn nó sẽ trở thành máu xương thịt da gân tóc của mình. Cái cách học đó đó mới đúng là cách học, cái cách thờ Phật như vậy đó mới đúng là cách thờ Phật của người tử. Có nghĩa là bây giờ các vị ăn cái gì đi nữa, dầu ăn khổ qua đắng ghét, rồi uống nước mía ngọt liêm, hay là bỏ miếng muối vô miệng mặn chát, hay là bỏ vô một cái miếng chanh chua lè, phải không? Trong vòng 3 giây là tất cả cái đó là bao tử nó đẩy xuống dưới ruột non và ruột già, và phải đi những cái thành phần, những thành phần này dưỡng tố ở trong cái miếng ăn đó, cái ngụm nước đó, trong vòng tích tắc là cái bao tử nó làm cái chuyện tiêu hóa xong là nó tải tích tắc. Pháp phải như vậy, là học Phật pháp như thế nào. Và để mỗi cái biết của mình lọc tích trong thời gian ngắn nhất như có thể để nó phát huy được tác dụng nhanh nhất như có thể, và nó giúp can thiệp cho mình trở nên tốt hơn, để mình học pháp theo cái cách của một cái bộ tử. Còn cái trường hợp thứ hai là cách này phổ biến, mình học pháp theo cái cách của có tượng. Có nghĩa là nhìn thì ngon lắm, không đi đứng ăn nói ngon lành lắm, rồi làm nhiều cái chuyện mà để cho người ta có thể nhìn thấy, nhìn và nghe. Thì dĩ nhiên tôi nói này nhiều vị hiểu lầm, tưởng tôi chăm chích không có, thì nói pháp còn phải nói thiệt, mà nói thiệt thì dĩ nhiên dễ gây hiểu lầm. Không, chứ có rất nhiều người tu Phật của mình, tôi chỉ nói chung là tu Phật thôi, cái giỏi nhất họ chỉ lên làm tới tượng thôi, đó là những gì họ làm á, là vừa đủ để cho người ta thấy, người ta nghe thôi. Các chùa to Phật lớn, rồi từ thiện xã hội, rồi bao nhiêu, rồi y giáo trai nghiêm, rồi ăn nói chỉnh chạc chừng mực, tất cả những cái này nó chỉ vừa đủ để cho người ta nhìn mình như là một pho tượng thôi. Thế đó còn hạng đầu tiên là còn tệ nữa, có nghĩa là thờ Phật theo cách một tờ giấy, có nghĩa là chỉ chép, chỉ ghi cái những cái vấn đề giáo lý thôi, nhớ hơn chỉ ghi chép những vấn đề giáo lý, chứ bản thân mình không có gì để cho người ta nhìn, không có gì để cho người ta nhìn. Và thứ hai, có cái để cho người ta nhìn, nhưng mà tu là tôi tu cho người ta, mình tu mà có ý để cho người ta nhìn đó, người ta có cái để người ta nhìn, thế là tu cho người ta. Mình chỉ là pho tượng thôi. Thì tôi cũng xin đạt đề một chút, nhưng nó tô đậm cái điều tôi đang nói. Nó là cách đây khoảng tầm tầm chắc cũng vài tháng, tôi có tới viếng một cái ngôi chùa Phật sĩ mà bao nhiêu cây cối đã bị đốn, chùa toàn là xi măng bê tông mái tôn. Tôi vị trí chùa nằm đẹp lắm, nằm xa bờ biển, thì tôi tiếc là tôi nói với mấy vị đi trung đoàn, tôi nói ở đây có cái vườn cây thì quá đẹp, thì mới nói cho mấy câu thì thầy trụ trì thầy xuất hiện, thì khoe là chùa đang đúc cái pho tượng 100 tỷ Việt Nam. Thì tôi thấy cái bụng tiết 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 nhiều mặt lắm. Thứ nhất là mình cần cây xanh, mình cần oxy, cần 4 mét rồi oxy cho tăng ni, cho người cư cư trú ở chùa, và cũng cho môi trường sinh thái trong cái khu vực đó, rồi nên trồng cây nhiều. Nhưng mà vì này thì rất là vì này chỉ có biết khoe cái bức tượng to đùng mà mình đang đúc thì giá 100 tỷ, cứ nghĩa là rõ ràng rằng là đối với này tượng chỉ là cái để nhìn thôi, chỉ quan tâm tới cái để nhìn thôi, chứ không quan tâm đến gì ngoài ra nha. Thì nếu cái chùa đó mà giao cho người Nhật, người Do Thái,
người thụy sĩ thì họ đâu có làm gì kỳ cục đâu, thế là họ không có quan tâm đến, họ không có dồn hết mọi sự cho cái nhìn, họ còn phải xét đến nhiều cái cạnh khác nữa. Nhưng mà cái chùa này đến thì sư trụ trì ông chỉ mê có cái nhìn thôi, mê sao mà chùa có một bức tượng to đùng ở xa bà con về nhìn ngắm để mà ngưỡng mộ khen ngợi. Thì cái kiểu tu thứ nhất, cái tu thứ nhất là biến mình thành là một tờ giấy để chép kinh này, chỉ chép kinh thôi. Còn cái thứ hai là biến mình thành pho tượng khá hơn tí để cho người ta có cái người nhìn ngắm quay phim và chụp ảnh đấy. Và cái thứ ba đó là mình tu theo cách con tử. Tu theo tức là nghe được bao nhiêu mình lập tức an lạc liền, lập tức tháo cỡ những nội kết liền, lập tức là mình biết là con người khác liền theo cái hướng tích cực đấy, thành con người khác mà theo tích cực. Và tôi xin đoan chắc 1000% trong cái tích tắc nào mà mình trở thành người tốt hơn thì ngay giây phút đó cái khả năng an lạc của mình được bảo đảm, và cái khả năng là đóng góp cho đời cũng được bảo đảm. Bởi vì anh muốn rải tâm từ, anh muốn đem lại sự an lạc cho chúng sinh thì trước hết bản thân anh phải an lạc. Cho nên làm sao mà Phật pháp một câu kinh, một trang kinh, một câu kinh, một trang kinh mà lọt vô cái lỗ tai mình rồi trong vòng mấy giây nói theo kiểu của Hòa Thượng Nhất Hạnh, chế tác, chế tác. Mình có thể với một cái câu kinh mình có thể chế tác cái an lạc. Và cái câu này quan trọng nha, câu này quan trọng, tu đúng hiểu đúng, cả hai cái này đều phải gặp chứ hết, tu đúng hiểu đúng. Thì dầu cho lúc đó mình đang làm cái việc cho mình thì lúc đó cái nội dung, cái ý nghĩa của cái công việc đó nó cũng nhắm đến chúng sinh khác. Nếu mà tôi nhắc lại lần nữa, tu đúng và hiểu đúng nha, có cái hiểu đúng nữa. Thì khi mình làm cái gì cho mình á thì cái nội dung, cái tác dụng của cái việc đó đó nó cũng là một món quà cho người khác. Và khi mà mình làm cái gì cho người khác thì cái nội dung của cái việc đó nó cũng là dành cho mình, đó là tôi đúng. Ví dụ như tôi nói hoài cái chuyện này nè, lại những cái xứ sở mà nó an ninh tốt ấy, chiều tối hoặc giữa khuya, chiều tối hoặc giữa khuya chúng ta không ngủ được, chúng ta tuyệt đối như bên thụy sĩ 2 giờ sáng chúng ta tuyệt đối có thể mở cửa đi ra ngoài rừng, đi ra ngoài rừng. Vì mà vì sao, và tôi biết quý vị là người thân của tôi cũng chỉ nói là tôi đang ngủ, tôi thấy tôi chỉ nhắc chừng là nhớ giữ ấm nha, rồi xong. Chứ tôi không có hề dặn. Nhưng mà ngược lại, ở Campuchia, ở Việt Nam, ở Trung Quốc, mà người thân của tôi mà ở vị trí núi rừng cửa nào ban đêm mà tôi thấy họ xăm xăm ra ngoài rừng rồi tôi ngại. Thấy chưa? Tại sao tôi nói chuyện này? Ý tôi muốn nói rằng, dầu cho chúng ta lặng lẽ, không có kèn trống, lặng lẽ sống lành ấy, thì 1 năm 2 năm ở một cái nơi chốn nào đó người ta biết chỗ này là cái chỗ của cái ông vô hạn, không thì tự nhiên người ta đi đến chỗ đó người ta rất dạng, dù đó là một ngọn đồi, một góc rừng, một khu vườn, nhưng mà người ta yên tâm ghê lắm. Cho nên làm đúng, khi mình làm đúng, khi mình tu đúng hiểu đúng lời Phật ấy, thì dầu cho mình có làm việc gì cho mình thì cũng cái việc làm đó nó cũng đem lại lợi ích cho người khác. Thí dụ như cái việc này rõ ràng là cho tôi nè, ví dụ như hồi tôi nói tôi có gì chửi chứ, ví dụ chỗ A và B vậy. Ông tập thể dục là tập cho ổng đúng không, tập thể dục là tập cho ổng chứ có làm gì có cái chuyện mà cha mẹ tập thể dục mà để cho con cháu rồi con cái tập thể dục cho cha mẹ, nó không có cái gì thì tôi còn cả. Chứ còn cái vụ mà tập thể dục là bắt buộc mình tập cho mình, nhưng cái nhân thì nó quan trọng rồi. Phật tử phải biết cái này, nếu mà các vị có cái lý tưởng giải thoát, có cái lòng là hiếu tu hiếu học, có cái lòng thờ Phật một cách thông minh đấy, thì ngay cái lúc mà quý vị tập thể dục ấy, nó cũng là một cách đóng góp cho cuộc đời. Là vì sao? Là vì khi một cái con người các vị nó dễ thương, nó dễ mến, con người các vị có nội hàm, có nội dung thì sao, thấy trước mắt các vị tập thể dục đúng, nhưng mà nhờ tập thể dục quý vị sẽ khỏe hơn, và cái thời gian, cái khả năng cống hiến của các vị nó sẽ nhiều hơn. Thì hiểu chưa? Rõ ràng là tập thể dục là tập cho mình, nhưng chỉ cần anh là người thiện thôi,
anh hiểu đúng, anh làm đúng lời Phật. Thì cái chuyện anh tập thể dục ấy nó cũng là một cách đóng góp cho thế giới, là một cách. Còn anh đã là sống bất thiện rồi, anh đã sống bất thiện rồi thì dầu cho anh làm cái việc đó cho riêng anh thôi, nó cũng ngầm chứa một cái nội dung là nguy cơ, là phương hại, nguy cơ và phương hại cho người khác. Ví dụ như anh đi săn bắn, anh làm mấy chuyện lừa đảo lạc lầm, anh đi câu cá, nói cái chuyện này mình thấy là nó cũng nhẹ mà, còn cái gì đâu phải là đâm heo thuốc chó, đâm da chém vú đâu có, thì cũng thể thao lành mạnh, thì cũng còn cả thì chẳng bắn, tôi sẽ bắn, tôi nhắm đúng con nào bốn chân tôi bắn, hai chân tôi chờ vô vậy. Nhưng mà không, khi nói theo trong A thì làm, khi mà anh có cái ác tâm mà anh săn bắn cầu cá, khi mà anh có cái lòng lừa đảo lạc lòng, thì ngay cái lúc đó anh đã kín đáo mặc nhiên tạo ra một cái nguồn năng lượng xấu để nó chiêu cảm cả tai nạn đổ lên người của mình. Và chính nó cũng chiêu cảm cho anh có những quyết định rất là bậy đến nó bị tai nạn được, nó lạ vậy đó. Cho nên đối với người hiểu đúng và tu đúng, khi họ làm cái gì đó cho riêng họ đó, nó cũng ngầm có nội dung là cho người khác. Và khi họ làm cái gì cho người khác rõ ràng đó, nhưng mà nó cũng ngầm có ý là cho riêng cho chính họ, nó rất là quan trọng. Rồi thì tôi nói có ba cái cách tu được tử. Cách một là biến mình thành một cái tờ giấy để ghi chép hời 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 hợt. Còn cái là loại thứ hai khá hơn tí, tức là thờ Phật theo cái cách của một pho tượng, biến mình thành một pho tượng. Và cách thứ ba là thờ Phật bằng cái vị thế, bằng cái chức năng của cái bao tử, nghĩa là đưa được vô bao nhiêu là lập tức đó, nó có một cái tác dụng ngay tức khắc trong cái đời sống hiện tiền trước mắt của mình. Thì cái đó mới là đúng, đúng không? Thì tùy các vị thôi, thì mình chọn lựa kiểu nào. Và ở đây tôi cũng gợi ý một đoạn kinh nhỏ trong cái bộ A Di Đà số 4 của Bút Lớp Nhật Ký. Thế còn ngày dạy này có những người là trần cảnh đối với họ đó, nó giống như là chữ cắt trên đá, cái mà họ thích rồi ghét ấy, in sâu vô đầu của họ, nó như là chỉ cả chúng ta. Rồi trường hợp hai là cái mà mình thích ghét quan tâm đó, thì nó cũng có cái ấn tượng của mình, nhưng mà nó tập tầm giống như là những chữ mà viết trên trên đất, chữ mà khắc trên đá thì coi như là thiên cung, nhưng mà chữ viết trên đất thì hai chiều phải có người đi tới luôn, nó chà nó dẫm người cũng mắc, hoặc là một trận mưa to đùng nó đổ xuống thì cái đó cũng mắc. Như vậy thì trường hợp một là có những người cái trần cảnh đến với họ nó để làm vết hằn là cái sâu, còn có những người trần cảnh đến với họ nó chỉ đơn giản là như là chữ viết trên đất vậy đó. Trên đất thì nghe là cái đầu hôm sớm mai là tự động nó bị nhạt phai nhạt mà nhạt nhòa. Trường hợp thứ ba là có những người mà trần cảnh đối với họ họ nói giống như chữ viết trên nước ở trên trên đất này, trên đá, trên đất, trên cát, trên nước, đất, đá, đất, nước, đất, đá, đất, đá, đất, cát và nước. Thì cái trường hợp thứ hai là chữ khắc trên cát, chữ mà viết trên cát thì nó mau mất hơn là trên đất. Và cuối cùng là chữ viết trên nước, có nghĩa là mình chỉ vạch một đường trên đó là mất ngay. Chỉ là tôi muốn nói nè, có trường hợp có những thứ phải được mình khắc ghi như là khắc trên đá, đó là những cái chuyện mà nó đem lại lớn cho mình, cho người. Còn cái gì mà nó làm khổ mình của người thì nếu mà mình có lỡ lỡ ghi thì ghi trên cát, ghi trên nước. Còn cái gì mà nó quan trọng là những cái bia đá nên để dành khắc thì có lợi, nhớ nha, bia đá có lợi. Rồi trường hợp thứ hai thì ít hơn tí là có những người cái gì họ thích rồi ghét, cái thiện cái ác của họ đó, nó game cái ấn tượng trong đầu họ nó cũng tầm tầm như là chữ viết trên đất này. Nhớ ha, đất vậy đó. Tức là nó hơi thì gì nó thua đá nhưng mà nó khá hơn cát. Còn chữ viết trên cát thì gió thổi thổi nhẹ cái là mất, gió thổi nhẹ là mất. Mất thì nhớ tôi có cái thói quen kỳ cục của bệnh sĩ,
mỗi lần tôi đi trời tuyết, tôi đang đi ngoài đường thì thôi, mà tôi đi trên đó bắt vắng người ấy. Rồi tôi gặp mấy bài tuyết, tôi hay dừng lại, tôi lấy con tay hoặc là lấy cái cây gậy tôi vẽ hình lá bồ đề, cái nó nghiện, tôi bị nghiện đó. Thấy gặp bãi tuyết trống mà tôi hay học cái cây cây gậy xuống tôi vẽ. Vậy là có người hiểu lầm, có lần đó, tôi dạy học mình đó, tôi đi trước họ đi sơ tôi đâu có biết, tôi mới vừa vẽ tới đây nó sư chỉ vẽ trái tim nó sư nó không còn cái đuôi nữa. Có nghĩa là ở trong cái đầu của mình ấy cái lá bồ đề nó ấn tượng, nhưng mà trong đầu của họ là chỉ có cái trái tim. Nhớ nhớ nó rất là quan trọng, không quan trọng. Có nghĩa là cái phần này cho phía có những trường hợp mà trần cảnh nó in sâu vào đầu ta như là đá, có trường hợp nó in sâu như là chữ viết trên đất, in sâu như là chữ viết trên cát, và in sâu như là chữ viết trên nước. Đấy. Thì mình phải xét lại đó. Cái gì thiện, cái gì tốt, lại mình lại người đời này là sao, thì mình nên khắc ghi như là chữ viết trên đá. Đấy. Và có những chuyện mình chỉ nên lưu giữ nó lại như là chữ viết trên đất. Ví dụ như trong sinh hoạt thường nhật, sáng dậy phải làm cái gì, việc nhà, trách nhiệm trong gia đình phải làm gì, cái đó mình phải nhớ. Chứ mình đâu thể nói là ngu quẩn hay không, cái gì phụ du luôn cần chết, cái lời trách làm sao làm vợ, sao làm mẹ, sao làm chị, làm anh nhà được, đúng không? Cho nên có được gặp lời Phật và hạnh, và những cái hạnh tu pháp tu bắt buộc mình phải nhớ chí cốt thiết tha miệt mài như là chữ viết trên đá. Nhưng mà có những cái chuyện mà mình chỉ lưu trữ trong đầu mình ở cái mức gọi là khắc trên đất thôi. Rồi có những cái việc mà khắc phải cỡ trên cát là được rồi, giận ai lắm thì cũng cỡ trên cát, yêu ai lắm cũng cỡ trên cát, là nhiều lần chúng tôi nhắc lại một bài kinh trong kinh nói cái này nghe hay. Càng gắn chặt vào sáu trần, gắn chặt vào sáu trần, càng ghim sâu và gắn chặt vào sáu trần, thì chúng ta càng khẳng định cái cội rễ của mình trong cõi sinh tử. Thì biết nhiều người nghe tới đây chưa hiểu, càng khẳng định, càng ghim sâu, càng gắn chặt cái thích cứ cái ghét của mình vào sáu trần, thì chúng ta đã kín đáo, đã mặc nhiên vùi sâu cái cội rễ của mình trong cõi sinh tử. Là sao, mình thích cái gì, mình ghét cái gì, nó càng ít căn thì càng tốt. Ít căn là sao, cái gì thì mình ghét nào tiếng gặp tao hoài, cho nên mình phải nhìn bằng cái thấy quách quýt lườm liếc. Mình ghét người ta mà mình cứ tìm, mình cứ để ý giọng nói người ta, mình nghe người ta hát, mình nghe tiếng người ta cười, nghe tiếng người ta nói, mình chi vậy, không có lợi vậy, đúng không? Cho nên là rồi đó là cái ghét thì có cái thích, càng nghe như kỹ nha, càng ghim sâu cắm chặt vào sáu trần thì mình càng có nhiều cái gốc rễ trong sinh tử. Là sao, ghét thì chỉ thoáng nghĩ đến người ta thôi, đừng biến cái ghét thành ngôn từ, đừng biến cái ghét thành hành động, có nghĩa là đưa cái ghét đó vào trong hoạt động sáu căn là sai, nhiều lắm một hai căn thôi. Ví dụ như mình bực người ta lắm thì mình mỗi lần mình gặp tâm mình thấy hơi khó chịu, còn tối về mình tình cờ mình làm gì đó mình nhớ người ta mình khó chịu, ở đó thôi, chỉ hai căn thương thôi. Cũng vậy, người vật cảnh sự kiện, người vật cảnh bốn cái nha, dầu đó là với người, với vật, với cảnh hay là với sự kiện. Người là sao, thì như ông A bà B, nam nữ, cái đó là người. Còn vật, nhà cửa xe cộ đồng hồ mặt kính nhi thực bếp đầm ta, đó là vật cảnh. Xứ lạnh xứ nóng, thụy sĩ bắc âu nam mỹ đông nam á, đó là cảnh. Còn sự kiện là sao, nổi tiếng, quyền lực, vâng vâng kiến thức, tất cả cái đó gọi là sự kiện, thấy không? Đó gọi là sự kiện. Thì tất cả những người cảnh vật và sự kiện nào đi nữa, nếu không phải là cái pháp môn giải thoát thì mình càng ghim sâu gắm chặt nó bằng cả sáu trần ấy, là mệt lắm. Thương nghe thương nhiều lắm là một hai trần thôi, nhìn nhau mừng, nghe tiếng nhau nói thích, tối thì về nằm bao thấy nhau hết. Chứ còn mà động ai động kim nó quay lắm, mà lắm, đúng không? Ghét nhau cũng vậy, các nhà mà càng ít căn nào nó càng ít hệ lụy, nó càng ít có hậu quả, nhớ cái đó, nó càng ít ghét càng thương cũng vậy. Cho nên mà khi mà mình ghét mình thương cái gì
mà bằng cả sáu căn là mình đang khắc lên đá. Mà trước khi mình khắc mình tự hỏi là mình cái này nó có đáng, nó có cái đáng khắc lên đá không? Đấy, đấy. Rồi có những cái đó là nó chỉ là đủ để mình cái mình khắc ghi nó vào lòng mình hết, nó cũng là sáu căn đó, nhưng mà mình khắc ghi vào trong tâm cảm mình ở một cái mức đủ để nó có thể mau chóng nhạt nhòa, đó là diễn biến trên đất, trên cát và cuối cùng là trên nước. À, chúng ta biết bên Tàu ấy nó có ba cái câu mà tôi rất là thích: kim Phật, là nê Phật, nê là đất, đất sét, nê Phật bất độ thủy, tức là cái tượng Phật là bằng đất sét kỵ nước. Nê Phật bất độ, mộc Phật bất độ hỏa, cái tượng Phật bằng gỗ thì lửa, kim Phật bất độ lô, lô là cái lò, lò nấu từ bạc, tức là nê Phật bất độ thủy là cái tượng Phật bằng đất sét là kỵ nước, và tượng Phật bằng gỗ thì kỵ lửa. Kim Phật tức là Phật bằng kim loại, hoặc là nói thẳng lên là bằng vàng thì kỵ cái bếp lò của ông thầy bạc. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là cái nhận thức của mình về Đức Phật, cái niềm tin của mình đối với Đức Phật, đối với giáo pháp, đối với đời sống tâm linh. Mà có nhiều khi nó chỉ mình thấy ghê gớm vậy, mà thật ra Đức Phật trong lòng mình, hình ảnh Đức Phật trong lòng mình chỉ là bằng giấy đốt nhanh đấy. Hình ảnh trong lòng mình, cái giáo pháp của ngài trong lòng mình nó cũng chỉ là cái tượng gỗ thôi, lửa khẽ phát ra mắt. Còn có nhiều người tu hành thâm hậu thì cái Phật pháp và hình ảnh của bổn sư ấy giống như pho tượng bằng vàng, nhưng mà cái pho tượng hoàn toàn có thể bị nung chảy. Nhớ nên sao mà giảng đêm nay mà con nhớ tự hỏi lòng mình, cái trong lòng người thờ Phật, trong lòng người tu Phật, tin Phật và học Phật, lúc nào cũng có Phật. Nhưng mà Phật của mình ấy bằng cái gì? Bằng cái gì? Nhiều người nghiện niệm tâm linh này chứ còn rất là dễ bị tổn thương, rất là dễ bị nổi cáu, rất là dễ nổi điên. Thì Phật trong lòng còn bằng giấy, cái người còn tệ nữa, có cái hình Phật trong lòng nó là bằng khói, một cơn gió nhẹ. Và tôi thích kể hoài câu chuyện rất là tào lao, là Tố Đông Pha là một trong bác đại danh gia đường Tống của Trung Hoa đó. Ổng là một Phật tử, ông chơi thân với Hòa Thượng Thích Thắng. Mà ông giỏi Phật pháp lắm, tôi đông pha giỏi Phật pháp lắm. Thì có lần tôi đông pha không kiếm đâu đâu được cái quạt đẹp lắm, thì ông có viết cho nó cái chữ bát phong suy bất động, có nghĩa là tám ngọn gió đời khen chê vinh nhục thương ghét sướng khổ không làm lòng của Tô Thức này sao động. Tô Thức là ông viết chữ đẹp, mà cái câu đó lại là câu ý nghĩa hay. Ông tâm đắc gửi qua bên kia, người 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 ở trong cái đó, nhà ông bên đây xong chùa của Hòa Thượng Phật Ấn bên kia xong, kêu này 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 đó, chèo xuồng đưa cái quạt qua cho Hòa Thượng Phật Ấn khoe, khoe thư pháp, khoe tranh đồng vẽ trên quạt, khoe cái trình độ tu chính. Còn thì bà Hòa Thượng Phật Ấn vừa nhìn cái quạt, cái Hòa Thượng rút cái bút lông, Hòa Thượng phán cái mấy chữ rồi cái kia là bát phong suy bất động, tám ngọn gió đời không làm xuống động. Hòa Thượng mới để là hạ phong thường động, hạ phong là đánh đấm, đánh đấm là lắc. Thì cái thằng này đó, nó ông Hòa Thượng viết xong, ông ấy xếp quạt lại, người thầy đó nó về đưa cho chủ. Tôi đó cô ông cô đông qua ông mở ra ông thấy cái chữ hạ phong thường động, rồi ông nổi điên lên, tức tốc kêu là nó tới chèo đưa ông qua chùa, ông gây cái cảnh này là phải trái chùa mới vừa lòng. Thì vừa tự nữa nó em bác phong gì bắt đầu mà cái tiếng đánh rắm đưa ông từ cái bờ bên kia qua cái bờ bên đây, mà ta chưa có đánh rắm, ta mới cứ viết chữ rắm thôi, là nó đã đẩy ông từ bên văn qua tới bên đây không, chứ mà ta mà rắm thiệt đó là nó đưa ông về tới mà kinh đô luôn. Đúng không? Nên vậy mà tưởng mình hay với nó bác phong sẽ bắt động, người phật tử nói nhiều lắm, nói nghe đã lắm. Chứ thật ra bác phong không động một tiếng đánh rắm cuộc đời làm cho mình động. Như nhận như ngày hôm qua có cái thằng cha mà sẽ gặp tôi, sẽ đi về mà tôi nghĩ mà Phật pháp của tôi mà cứu gì không nổi, mình về mình tiếng pháp, tôi đi có việc riêng
Nghĩa là từ về từ Pháp trong xuống để giải gặp riêng tôi, mà chắc cha nó chắc biết lính của ai thì gặp riêng tôi để chào cái đánh lễ rồi đã. Chả hỏi gì chứ, chả nói một câu mà tôi nói hơi hổng nha, chả nói một câu mà tôi nhớ là một tại tại sao tại sao tôi nói hổng là bởi vì chả nói một câu mà tôi nhớ là cái lời của Phật trong kinh ấy, lúc mà ngài thành đạo ấy thì ác ma cứ xuống hỏi ngài ông đắc đạo mình ông được rồi, ông đắc gì ông độ khác cái niết bàn đi đó, trong kinh có cái câu đó thì ông này ông Pháp nói tôi Phật pháp như sư ở yên chỗ được rồi tại sao phải đi lưng, Phật pháp như sư là ở mình được rồi tại sao phải đi lưng khét như vậy đó. Một cái câu hỏi nói mà nó vừa thấy vui duyên hơn là tại mình biết nó đi về để làm cái gì, thì lúc tôi vừa nhớ cái câu của ông gì đó ông Mai Dương mà hỏi Phật là đắc đạo mình là độ ra làm chi, rồi tôi lại nhớ luôn cái chuyện mà bác không gì bất động là mình mới giảng Phật pháp cho nó nghe mà dĩ nhiên một cũng cái câu nói mà tôi cho là ngu sửng và nó thiếu mũi gió của một người Việt Nam mà làm cho tôi bị phiền ấy. Thì mình phải xét lại mình xem thứ nhất sáu trần đối với mình ấy, là chữ viết trên đá trên đất trên cát trên nước đấy, phải tự hỏi lòng. Thứ hai là mình thờ Phật trong cái tâm tình trong cái vị thế cách thế của một cái tờ giấy hay một pho tượng hay là của một mẫu tượng. Và câu hỏi ba là bổn sư trong lòng của mình là bằng cái gì, bằng giấy gỗ bằng đất sét hay là bằng vàng hay là bằng vàng. Có một chuyện này rất là quan trọng, rất là quan trọng và còn tưởng là bằng bắt buộc phải biết Đức Thế Tôn tuyệt đối là không ai đẹp bằng ngài, nhưng mà cái đẹp đó không hề mang cái ý nghĩa tôi mang cái tính cách tôn giáo ở đây, quả là vì mình thờ Phật rồi mình nói Phật đẹp luôn. Chính ngài xác định rằng tất cả những cái gì ngài có trên cái hảo tướng của ngài, trên cái tôn dung và tôn nhan của ngài là đều có được trả giá bằng máu, máu chảy thành sông, xác của ngài cách như núi, xương xương thịt ngài mà đổ như núi ngài mới được như vậy. Không phải là ngài tu để mà được đẹp mãi, nhưng mà ngài phụng sự chúng sinh và trang nghiêm nội tâm chính mình, nghe cho kỹ nha, phụng sự chúng sinh và trang nghiêm chính mình trong vô lượng kiếp với cái lý tưởng cầu Phật đạo, và cái máu mà ngài đổ ra, thịt da gân xương mà ngài đổ ra trên đường ngài đạo phải tính bằng sông bằng núi, cho nên khi ngài thành Phật rồi ngài đẹp chỉ đến bình thường. Nhưng mà cái này mới quan trọng, mỗi một cái nét đẹp trên người của Đức Phật ấy, là đến từ một cái công đức nào đó mà ngài đã tu tập vô lượng kiếp. Ví dụ những cái góc chân của ngài khác người bình thường tí, vì nhiều đời ngài tu hành bất sát, bất sát giết không có thích giết chứ không phải là không giết, hai cái này khác nhau, không giết khác mà không thích giết khác. Rất nhiều tăng ni Phật tử chỉ là người bất sát không có giết chứ không phải là không thích giết, vì giữ giới thì không dám giết, nhưng mà nhìn cái con gián kiến chuột rặn mình chết ghét rồi. Mà phải giữ giới rồi thì một là sợ phạm giới, hai là sợ mang tội rồi, chứ cũng còn mình thấy nó chết được mừng lắm. Như tôi cái thằng cha bằng khẩu tôi hôm qua đó, giết cả được không giết, nhưng mà trời nghe nó sẽ chết rồi tôi mừng cho nó nở từng phút ruột, sáu cái ruột tôi nó nở bung ra. Mình là bất sát chứ mình là không giết chứ không phải là mình không thích giết. Còn ngài tại ngài không muốn giết, không nỡ giết, không đành giết, không muốn giết ngài. Nên cái đó cái thân này là đẹp lắm, cái cặp mắt của ngài không có thấy quýt lườm liếc bằng tâm sân hận, cho nên ngài thân cái cặp mắt của ngài nhìn ai kể cả cái người ghét ngài họ bị mềm, họ bị nhũn ra. Cặp mắt của ngài giọng nói ngài, ngài ví dụ ngài bao nhiêu kiếp ngài chỉ nói cái gì mà đem lại sự hàn gắn, sự nối kết giữa những dị biệt, giữa các giới tuyến mâu thuẫn xung đột, ngài dùng cái tiếng nói ngài làm gì đó. Để khi ngài thành Phật ấy, cái kẻ mà ghét ngài bằng trời nghe cái giọng ngài hơi rủ để nhúng mềm ấy. Là cái trong kinh đó có lần Đức Phật ngài đi về Kusinara, trước khi ngài tịnh lâu lắm, đi về Kusinara nhiều lần
Đó là người về đó thì hoàng tộc Mala thương ngàn lắm, ông vua cũng thương lắm, ông thương ông quý đến mức ông nói Thế Tôn mấy thở về đây, lần nào Thế Tôn về cũng là đem phước về cho sứ mình. Trẫm ra lệnh văn quan võ tướng dẹp bao nhiêu công việc công vụ dẹp, Thế Tôn về với mình một tuần làm mình phải đi hầu ngày một tuần, một tháng là hầu ngày này, ê bắt mặt đặt 500 tiền tiền vàng ấy. Thì cha nào là Phật tử thì khỏi nói, còn có nhiều cha thì cũng học Phật tử cấp rồi cái việc nhà rồi tùm lum hết. Mà bây giờ ngày nào cũng đi chầu Phật thì đi hầu Phật thì ghét quá, thì cuối cùng có ông đó ông tới gặp riêng nhẹ nên nói con quý Thế Tôn lắm, thường quý vô bờ nhưng mà thiệt thì cũng có khi có thể cái gì sáng con bận thì chịu luôn nghe Phật hiểu vậy, bữa nay bận thì mai không đi, chứ con đâu phải bất kính gọi là con không thương quý Thế Tôn. Nhưng mà có điều con thấy cái lệnh vua treo lên đầu thấy mệt quá, cẩm ly bị phạt vậy đó mất vui. Thì nghe đây nghe nghe kêu vào người thương với Phật thì nói ổng nói vậy ổng quen rồi. Đức Phật thì nói như thế này: mấy ngày qua cái ông đại thần đó đến đây là vì lệnh vua, nhưng mà kể từ ngày mai ông ấy sẽ đến đây vì nhớ thương bà. Khi nghĩ nói như vậy xong, Thế Tôn chỉ nghĩ đến ổng và ngài rải lòng đại bi, rải đang mấy như mình mà ngồi gồng nín thở nhấn cảnh để cái hình trước mặt chăm chăm xăm soi soi mói nồi, ngài chỉ nhẹ nhàng ngài chỉ gỡ cho một cái dòng năng lượng nhẹ nhàng của lòng đại bi mong ổng được an lành. Trong kinh nói khi mà Đức Phật ngài có cái thao tác nhẹ đó, có cái động thái nhẹ đó, thì lập tức cái ông đại thần ở nhà đó cũng không có ngủ được, cũng bôn trôn gì tôi đi luôn gì tôi đi luôn ghé của vén rèm coi chừng nào trời sáng, như là một con bò con mà xa mẹ vậy, tức là trời mà sáng hẳn rồi đó lòng lòng tức tốc chạy riết đến nơi chỗ Đức Phật quỳ lại khổng khổ nhìn ngày suốt vậy thương đại bi này. Ở đây nó không có phải là vấn đề phong thần, không phải nhà tu quá nhiều kiếp, nhà tu quá nhiều, cho nên khi mà cái đại bi này, khả năng chánh niệm này, trí tuệ này, đại bi này, bất cứ cái hành lành nào của Đức Phật giờ ở đỉnh thấp. Và giờ tại sao tôi nói giống như lạc lệ, bây giờ nó quay trở lại từ bi của ngài khiếp như vậy đó, con voi điên mà nó gặp ngài nó còn phải sập xuống, một cái ông quan mà không có thiết tha lắm mà chỉ nhận cái nguồn từ từ xa vậy đó, ông là được được chiêu cảm một cách mãnh liệt. Nhưng có một điều mình hiểu về Phật ít quá, mình hiểu về Phật ít quá, mình không học giáo lý không hành trì thì cái hiểu mình về ngài ít quá, cái ấn tượng của mình về ngài nó nhạt nhòa quá. Thì khi mà mình nhìn hình ảnh Đức Phật, gọi là Đức Phật trong lòng mình không đủ 32 tướng, là vì sao? Là vì phải có học giáo lý mình biết 32 tướng và biết mỗi cái tướng đẹp, cái hảo tướng đó trên cái tôn dung tôn nhan của ngài có được từ hạnh lành nào. Thì phải hiểu như vậy thì cái liên tưởng, cái hình dung, cái tưởng tượng của mình về Đức Phật là mình phong phú được. Thì tôi rất tiếc tôi đâu có cho bà con thấy được tôi hình dung Đức Phật như thế nào, chứ còn hình ảnh Đức Phật mà qua tôi viết về giáo lý đó, từ cái giáo lý mà suy ra Đức Phật qua ngày sau lại phát được, thì tôi ước gì mà con thấy được cái cho bà con chết luôn. Chỉ đầu tiên Đức Phật trong lòng tôi không có bông sen, đâu có bông sen, không có hào quang, ra cái gì nữa, không có dùng thần thông, không dùng thần thông, không có hào quang, không có cỏ sen, nhưng có cái này, cặp mắt, giọng nói, được cái gì nữa, luôn luôn, luôn luôn và luôn luôn có một cái giải pháp tốt nhất cho tất cả vấn đề mà người đến tìm gặp ngài nhờ cậy, cái đó tôi tin, thì có vô số giải pháp cho tất cả vấn đề. Đó, cách hình dung của tôi về Phật là như vậy. Còn có nhiều vị thì hình dung Phật là hào quang, người ta nói như là hàng nhỏ đại, sen người ta nói sen có đung ngồi rồi thơm ngát, đấy. Thần thông người ta nói ngút trời, không được. Thì tuy tuy như vậy thì Phật trong lòng mình là bằng giấy, bằng gỗ, bằng là sét, hay là bằng vàng, tùy mình, nha, tùy cái khả năng của mình. Vậy thì mình chốt là nội dung mà dẫn chiều nay là những dấu hỏi.
không? Hỏi coi là mình thờ Phật như là một tờ giấy, hay là như một bức tượng, hay là như cái bóng tử. Cái thứ hai là mình nhớ rằng mình càng gọi là mắt miếu mình nằm với sáu trần bằng cả sáu căn, bằng cả sáu thức, thì vấn đề nó sẽ lớn người luôn, trừ phi đó là gì cần thiết, trừ phi đó là gì cần thiết. Cho nên hôm nay chúng ta có nhiều pháp tu, pháp tu bằng mắt bằng tai, có những người họ thích nghe pháp, có người thích dùng mắt để họ đọc sách, để họ đi chùa, có người thích dùng cái đầu, có người họ nghe vui lắm. Tôi có đọc những cái tác phẩm của Từ Lương Văn Đoàn ấy, như là Hồn Bướm Mơ Tiên, thế rồi Một Buổi Chiều, là Trống Mẹ, Hòn Gỗ, Dạ Tinh, Dục Sâm Thanh Thủy xưa, hoặc là ba cái tác lồng của Nguyễn Công Quang mà sau này người ta cũng đã thành Lan và Điệp, thì mình thấy cái tiếng chuông chùa, tiếng chuông chùa và mùi trầm ở trong chính điện, cái vẻ trầm mặc u nhàn thanh tĩnh của cái chùa, tức là cái thần khí của cái chùa, âm thanh mùi hương của chùa ít nhiều có những tác động nhất định vào cái tâm hồn cái kẻ mà nhìn thấy hay nghe được tiếng chuông, hãy dừng chân bên hiên chùa. Có còn là chúng ta tu nhiều cảnh, chúng ta sanh tử là vì sáu căn sáu trần, thì cái con đường giải thoát tử cũng từ đó mà ra. Có người đã bị Đức Phật chưa nghe gì hết, chỉ nhìn ánh mắt của ngài, nghe giọng ngài nói, họ chưa kịp hiểu gì hết, chỉ nhìn ngài lại muốn theo ngài, nghe giọng nói của ngài lại muốn theo ngài. Rồi có người họ phải quan sát ngài một ngày hai ngày, họ thấy bằng mắt nhưng mà nghiệm cái đầu, sau đó quyết định theo ngài. Có rồi, có người nghe được một miếng là lập tức là quay lưng đi, lên núi lên rừng chiêm nghiệm, chiêm nghiệm chứ không có cần ở gần ngài nữa. Nhiều khi tôi coi mấy cái bài kinh đó tôi cũng tiếc, có nhiều vị có nhiều nhóm thì kêu 500-700 đến lễ từ biệt được, chúng con nay sẽ đi về chỗ nào chỗ nào là đó, không biết lúc nào có dịp gặp lại chứ con đọc cái câu rồi thấy tôi tiếc rồi. Mình bây giờ mình chỉ cho mình gặp ngày có chừng 5 phút và mình chết cũng được nữa, còn mấy vị đó gặp mặt mà cái bị tỉnh bơ bị quỳ lại đứa Phật rồi bị nói là bây giờ chúng con đã học được một ít cái đề mục từ Thế Tôn, từ ngày sắp lại phát ngày một kiền liên ngày anh đang ngày cái giếp, tôi bây giờ chúng con thấy gần đủ rồi, đủ rồi. Thôi giờ tụi con xin phép đi về cái chỗ này chỗ nào, và chúng kinh nó có dự chỗ cách được còn cả mấy ngàn cây số, mấy ngàn cây số, và toàn là dân không có thành pháp cũng không, toàn là working chế độ cái bài Ấn Độ thời Đức Phật là bao la cái gì, Ấn Độ thời Đức Phật là đâu có phương tiện đường xa như bây giờ, nói là đi 1-2 ngàn cây số là mình phải hiểu ngầm là trong đó là đường rừng là hết mớ khá khá đó, chứ còn Ấn Độ giờ là đường nhựa, đường quả xa, đường hàng không thì nó em mà cũng Ấn Độ hồi xưa đâu có được như vậy. Nghe cái ông Bùi Giám mà ông kể chuyện đó, ông đi liên khu năm của tướng Nguyễn Bình, ông kể cái hành trình ông từ Huế vào ra Bắc, từ Bắc từ Huế ông ra Hà Tĩnh, Hà Tĩnh đi lộn tới về Quảng Nam, ông kể cũng đi bộ, nó không mệt đến mức mà ông cứ cái ba lô ông đi tội cũng liền nó ra trước rồi cho nó nhẹ rồi ông đi tiếp tiếp này nè, nhớ không? Thì có nhiều vị họ cái hình ảnh cái phần trong lòng của họ nó tới đó đủ rồi, họ giáo lý học thì nó đủ rồi, họ xài nhiều cái gì cái ý thức, còn có nhiều vị xài nhiều cái nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiền thức, thanh thức, có nhiều vị xài nhiều cái ý thức, tùy căn cơ của mình, nghe cho kỹ, tùy vào căn cơ của mình mà mình chọn cái gì để quan tâm, chọn cái gì để thích và ghét. Một thứ hai, tùy vào căn cơ của mình, sau khi chọn rồi mình tiếp cận nó, mình xử lý nó, mình làm việc với nó theo kiểu gì, cách nào, bao lâu, bao nhiêu, rồi gì đó. Còn nữa, tùy vào căn cơ của mình mà mình cảm nhận được những thành quả đó ra sao. Có người chỉ lướt qua, có người bồng bế, có người cất giữ, có người ôm chặt lấy nó như là sinh mệnh, tùy tùy thôi nha. Rồi giảng nhiều mệt rồi, tôi đang bị chết lắc, chúc quý vị một ngày vui, thấy sương sương mà nhớ được mấy đó là ok lắm. Rồi chúc quý vị một ngày vui.